Chào quý khách, tôi là Quyết, công ty trách nhiệm hạn Tai Su Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý khách sản phẩm súng phun sơn model mới này. Wider 1 15H2. Model này thay thế cho VK1 là 15H2G. Còn con 1.3 phổ biến thì này bỏ mẫu hẳn và đổi sang là QV1 luôn. Đầu tiên là nhìn xung quanh, hàng chính hãng nhập khẩu bởi về Anequata Việt Nam, bao giờ cũng có tem cào nhắn tin mã số chống giả, có thể lấy dao nan cào nhẹ nhẹ và gửi lên tổng đài theo hướng dẫn ở đây thì đều có thể thông điện, hoặc là lấy điện thoại có ứng dụng quét mã vạch là có quý khách có thể quét vào đây để kiểm tra, nó sẽ báo thông tin lại sản phẩm chính hãng được nhập khẩu bởi Anequata Việt Nam. Đây model Wider 1 15 là nó phun 1.5, H2 là model 50H2G là công trình. Đây này, số series sản phẩm là XG, số series thể hiện cho năm và tháng sản xuất đây. X năm 2019, G tháng 7 năm 2019. Đây, mặt sau thì có hướng dẫn về an toàn. Thay vì có panic thì đây là người ta hướng dẫn để mà mình quét mã vạch để tạo để xem, chắc là sau này sẽ bỏ một tờ giấy này, chỉ ở đây hoặc là người ta bắt khách hàng về tìm, nó đã bỏ giấy thì bỏ hẳn, nhưng mà không phải hướng dẫn để người ta quét mã vạch lấy cái panic của nó làm gì. Modem Wider 1 sản xuất năm 2019, có ghi luôn này, đây là 2019 này. XG như đây là năm và tháng sản xuất đây, và đây nó ghi luôn 2019. Modem này Wider 1, sự khác biệt của nó là ở cái nắp chụp này so với modem cũ. Nắp chụp này có cái ren thưa hơn, ở đây thưa hơn để khớp với nhau. Còn kim bét thì cái bét vẫn có thể thay thế lẫn cho nhau được. Đây nó ghi là VK1 là viết tắt của Wider 1 này, 1.5 này. Ở đây có logo của Anequata, logo đây. Còn trên này có luôn chữ Anequata. Ra model mới để thay thế cái hàng cũ bị làm giả nhiều quá. Cốc bị làm giả nhiều nhất so với súng, súng 71 về tầng 101 là súng bắn chạy nhất thì sẽ bị làm giả nhiều. Cái nút này nhìn cũng khác nha, nó sẽ thưa này, thưa hơn, ở đây cũng thế, thưa hơn. Và cái nó so này có thêm cái một nút nhựa để cho nó vặn, nó sẽ trôi chảy, nó sẽ trơn mượt hơn. Còn kim này nó thiết kế khác một chút thì kệ nó, đều có thể thay thế lẫn cho nhau được so với model cũ. Model 13 thì là Wider 1 này, kim cũng ghi ký hiệu luôn, bép cũng này cũng ký hiệu như thế. Còn những chi tiết khác thì cũng là ná giống nhau thôi, nhưng là mua những cái model mới để thì sẽ không bị giả, bởi vì chưa xuất hiện cái hàng giả. Với sẵn những model này là model mới ra của hãng, năm chủng H2 1.5. Những con này nó có chịu được áp lực là 5 cân. Những video khác thì tôi có làm cái video test bằng cái bơm mạng ở đây, chịu được áp lực 5 cân hết. Còn đối với những cái thằng hàng giả thì chỉ áp được áp lực nửa cân đổ xuống. Nên là những cái VK101 đời cũ ấy, mà có nhiều hàng giả, cái nào bỏ là hàng xịn cứ gắn vào bơm mạng test một phát biết ngay. Thằng nào bị cháy đầu sơn ở đây là thằng đấy không phải đồ xịn được, chịu được áp lực 5 cân hết công suất của cái bơm luôn, áp lực tối đa của nó mà nó vẫn còn chịu được bình thường, nên sản phẩm của nó rất tốt. Sản phẩm này nó không có cờ lê, nên là khi mua hàng của Tai Sun thì Tai Sun sẽ tặng thêm cờ lê
Cho nên của tay sun có khắc chữ tay sun vào số điện thoại của tay sun ở đây. Một sản phẩm chất lượng cao, chỉ giá 200 ngàn được khuyến mại đi theo. Và cốc đường sơn nhé, cái sản phẩm này không có cốc đường sơn, quý khách lưu ý nhé. Mua hàng thì thường là tay sun sẽ báo rời, bởi vì các đơn vị khác người ta báo chung khi người ta lấy cái cốc giả người ta ráp vào, còn tay sun thì bán cốc xịn nên thường phải báo rời ra. Một cốc là trung bình khoảng cốc xịn là 600 ngàn, cốc rẻ rồi ở ngoài thị trường bán là 50 đến 200 ngàn, nên là một cốc giả. Về cảm quan bên ngoài, màu sắc cũng có khác nhau rồi này, kích thước chiều cao này khác nhau. Cái cốc này là ở ngoài làm giả nhiều nhất này. Đây, mỗi cốc có cốc giả chiều cao là trên 15, cốc xịn chiều cao này trên 16. Bóc ra ở sàn xịn thì nó sẽ có mã số và giá này, không có số seri gì cả. Đây là nhìn ở ngoài không có tem cào nhé, xịn có tem cào này. Và có số seri XG 5 tháng sản xuất. Đây, lấy cốc ra. Chất lượng nhé. Đấy, hàng giả chưa gì đã bung mất cái nắp rồi. Nó rất lỏng, sợ là trong cái gì sạch. Còn hàng xịn đây. Nhắc lên cả nồi cục điện. Chờ rất sướng. Lắp vào. Lắp lên thoải mái, không rơi lắp. Có nhiều người dùng cái cốc giả này cứ bỏ lên. Cốc giả chất lượng nhôm của Anepata kém quá, nhưng không phải đấy đâu. Cốc của Anepata xịn lúc nào chất lượng cũng tốt, nhưng cốc giả bên ngoài thì nó sẽ hay gặp trục trặc. Thứ nhất là sờ nó không nhẵn, không về nó bám dính sơn bên trong. Cái thứ hai là nó hay bị tụt ốc ở đây này. Đồ thì hay bị tụt ốc, còn đồ xịn thì rất hiếm khi bị tụt. Với những cái loại này nó bắt kem đây, đồ một cái khách này mắc như này không chịu lưới ra thì nó có thể nó bị tụt, nhưng là nghìn cái cũng chưa gặp, thực ra cũng chưa gặp cái nào bị tụt. Nhưng đang giá thì bị tụt, cái nào cũng bị tụt hết, mắc là hay bị tụt. Đấy là sự khác biệt. Nên tay sun bán hàng thì đều phải báo riêng, súng riêng công riêng. Còn những đơn vị khác thì cứ báo là trong bộ, nhưng đâu biết rằng là cốc của Anepata có bao nhiêu loại. Chẳng hạn như đây cốc inox 220ml, cốc 220ml inox của Anepata, hoặc là cốc 400ml nhưng là chất liệu inox cũng có, thì nó có chân, nó khác. Hai sản phẩm là độc lập. Còn những cái sản phẩm nó bán theo bộ thì như đây, những sản phẩm bán theo bộ cả cốc luôn thì ở ngoài nó sẽ mua luôn này, súng này, cốc này, cờ lê này. Cái nào bán theo bộ nó hộp nó to như này, nó đựng ở bên trong này mà. Còn những cái khác là bán rời thì hộp nó mới mỏng thế. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.